Vâng, các anh Mua Rẻ 365 xin kính chào các bác nhá. Hôm nay giới thiệu các bác một cái sản phẩm tuy rất nhỏ nhưng mà có võ các bác nhá. Rất tuyệt vời, một âm ly. Nó nhỏ thôi nhưng mà có võ các bác nhá. The Home Theater Ampli này, tức là dạp hát gia đình đấy. Một chiếc âm ly dạp hát gia đình. Mã là AV108. Giá thì chỉ có 1.490.000 các bác nhé. Nhưng mà có 6 đường tiếng luôn các bác nhé. 6 đường tiếng tại vì nó là âm ly 5.1 các bạn. 5.1 có 6 đường tiếng, nhãn hiệu là Guisheng các bác nhé. Guisheng này thì từ cái thời em còn bé đã thấy rồi. Guisheng là hàng nội địa Trung Quốc các bác nhé. Tại vì em ở Lào Cai nên là cái thương hiệu này từ bé đã thấy người ta bán rồi. Rất là chất lượng, hàng nội địa Trung Quốc. Đặc biệt là khối lượng rất là nhẹ thôi, chỉ có 4,35 kg, cả hộp là 5,15 kg. Đó là âm ly 6 đường tiếng, hay gọi là âm ly 5.1. Có nghĩa là sẽ có 6 đường công suất ra các con nhé. Tuy nhỏ bé nhưng mà có tận 6 đường công suất ra. Một số anh em thì có thể hiểu là âm ly 5.1, cho rằng là âm ly 5.1 chỉ để xem phim, tạo hệ thống âm thanh dạp hát khi mà xem phim thôi. Tuy nhiên thì đấy cũng chỉ là một cái chức năng của cái âm ly này thôi. Chúng ta có thể dùng với nhiều phương diện khác nhau. Úi, tại vì âm ly này công suất thì cũng khá là lớn, tuy tầm điện này thôi nhưng mà công suất khá là lớn các bác nhá. Đấy, công suất tối đa là 700W chia cho 6 kênh các bác nhá. Đấy, nguyên hộp xốp luôn, hướng dẫn sử dụng các bác nhá. Mua hàng thì các bác có thể đặt hàng qua nhân viên bán hàng 0964 867 866 hoặc là các bác có thể đặt trên Shopee các bác nhá. Bên em có hai đường link và hai cái shop của Shopee các bác nhá. Các bác có thể vào đấy đặt hàng. Vào Shopee thì đặt hàng rất là tiện, các bác không phải đọc địa chỉ. Nhấn vào đấy để đặt hàng thôi. Các bác cài đặt ứng dụng Shopee trên điện thoại, sau đó nhập thông tin mà các bác có thể mua hàng bất kỳ shop nào. Lần sau thì các bác có thể mua hàng bên em hoặc là bên cửa hàng nào đó thì các bác cứ bấm vào mua hàng là ok rồi, không phải đọc địa chỉ gì nữa. Nếu mà các bác mua Shopee thì các bác chỉ vào và đặt hàng thôi. Còn nếu mà các bác đặt qua điện thoại thì các bác vui lòng đặt cọc 50.000 các bác nhé, 50.000 thẻ cào Viettel. Đấy, bác là thích đặt cọc cứ vào Shopee mua. Đấy, nguồn xuyến đấy các bác nhé. Âm ly này 6 sò các bạn, 6 sò đấy, vì là hàng nội địa cho nên là sẽ có chữ to Trung Quốc thôi. Nhưng mà rất dễ sử dụng. Thì các bác vào Shopee các bác có thể nhấn theo dõi giống như là đăng ký trên kênh YouTube đấy. Thì các bác có thể xem được những sản phẩm rồi là khi mà có sản phẩm mới thì có thể có thông báo luôn. Mình sẽ sử dụng để ở đây. Thì sau đây sẽ lắp và test cho các bác nhé. Trước khi lắp thì giới thiệu qua cho các bác cái cổng kết nối nhé. Đây, cổng kết nối này. Đằng sau này vừa tiếng Anh vừa tiếng Trung. Đây, các cổng âm thanh vào đây các bác nhé. Đấy, âm thanh vào này. Có cả cổng quang này. Cổng quang chúng ta kết nối âm thanh từ TV thông minh bây giờ. Vào cái này. Rất là hay. Rồi đây, có 6 đường công suất ra các bác nhé. Gấu không các bác? Tuy nhỏ nhưng mà có bộ 6 đường công suất ra. Có để đánh súp hơi các bác nhé. Đánh súp hơi, súp của chúng ta không cần mạch điện công suất, chỉ cần một củ loa rời đóng vào thùng thôi. Đấy, đây hai kênh chính các bác nhá, hai kênh chính này ghép vào hai loa bass to, kênh trầm đây, còn lại là kênh vệ tinh, ba kênh vệ tinh này các bác ghép loa nhỏ hơn. Thì sau đây sẽ kết nối nhé. Tình đúng ta như thuyền không bến đổ, anh đưa em về đâu trên suối em đường về. Chuyện tình ngày xưa anh trái nơi hận hờ, tại anh đó nên duyên mình giờ dần em nào mộng mơ quyền quý cao xa. Một căn nhà nhỏ đôi trái tim vàng, một dàn viên lý răng ngang, đường tình hai đứa thành ra. Có người hái em. Nghe rất là hay các bác nhé. Đấy, sau đây sẽ hát karaoke thử cho các bác nhé. Xin chân thành cảm ơn các bác đã theo dõi hết video. Các bác hãy nhấn nút đăng ký kênh và bấm chuông để được nhận thông báo sớm nhất khi có video mới. Nếu các bác có thời gian, các bác hãy nhấn vào hình dưới đây để theo dõi những video tiếp theo. Chúc các bác có những giây phút thư giãn, thoải mái và vui vẻ. Xin chân thành cảm ơn.